32. Đời là bất toàn. Bác có ông anh ruột, ảnh không chịu tu, vì vậy nên bác khuyên: Anh à, cái đời anh á, xét kỹ coi, có ai mà trẻ hoài không già không? Rồi có ai mạnh hoài mà không có đau không anh? Anh ráng mà tu hành đi, cuộc đời này vậy chứ không có gì toàn hảo được hết, nó là giả tạm không hả? Mình phải biết nương cái giả tạm đó mà làm ra được cái thiệt, cũng như nương thân giả tạm này mình nuôi cha mẹ là chuyện thiệt rồi, chứ không phải nói nó giả tạm rồi xách bỏ ra gốc cây bụi chuối là không phải. Mình phải xài cho đúng lúc, vì lẽ đó tới cơn đau ốm mình thấy không có đau, nói vậy thiệt là quá đáng. Có lần bác nói với con Điệp: Điệp à, con muốn khi đau bác cho con biết không, hay là khỏi cho biết? Ủa, sao bác Sáu hỏi con vậy? Hễ muốn không cho con biết thì lúc đó bác nín thinh. Bảy Nhàn nói: Mỗi lần mấy cháu tới thăm thấy bác ngồi hoài chịu sao cho nổi. Sự nhiệt tình thương mến của em cháu khiến bác ngồi nói chuyện hoài không biết mỏi mệt, thậm chí ra về rồi á bác còn theo dõi trời đất coi có mưa gió hay không nữa. Bởi vậy bác mới nói chơi với anh Hai Như Sanh: Nãy giờ tôi đưa tụi nó về tới trển rồi anh. 33. Vô thường. Bác nói lý vô thường cho mấy cháu nghe. Có lần bị đau, nửa đêm nghe gà gáy, bác thức dậy ngồi suy tư, thấy được cuộc đời thật vô thường. Ngặt vì bác học ít, làm thi dở quá, nhưng ham làm thi thơ nên làm đại như vậy. Gẫm kiếp phù sinh thật khó khăn, không ngăn được bệnh lúc lông răng. Tử thần ràng địch theo bên gót, tứ đại nghiệp này phải trói lăn. Bệnh lão phát nguyên do bốn chất, còn câu họa phước bởi tiền căn. Hữu hình hữu hoại từ xưa để, chẳng sót một ai chốn thế trần. Thế trần tỉnh thức bữa hôm nay, khẩn nguyện tôn sư Đức Phật Ngài, hộ độ hồn mê con được giác, siêu dần lục đạo giới cuồng quay. Non tâm biển trí con nương dựa, chân lý tự tâm ngộ chớ sai. Nhồi quả nghiệp trần con nguyện trả, miễn là chân tánh được quần lai. Đêm đó bác nhận xét mọi chuyện đau ốm đến việc này việc kia, quả phước đủ thứ. 34. Ăn cơm nguội. Sáng ra mấy đứa nhỏ hay rang cơm nguội ăn đặng đi làm, nhìn tụi nó lu bu vui quá nên bác nói: Mấy đứa bơi cho bác một chén ăn với. Rồi bác đi tới đi lui bên mấy cây mai ở trước sân nhà. Bác nghiền từ hạt cơm, nhớ việc niệm Phật nên nói như vậy: Sáng sớm ăn cơm nguội, thấy lòng mình vui vui, niệm A-di liền khởi, trong ấy thoát lời ra. Niệm Phật chừng như mẹ mớm cơm, làm lành như nằm trong nôi ấm, trí huệ như khát sữa, thiền định như ngủ trưa, giác ngộ như bình minh. Bỗng nhiên nghe sấm nổ, tan sạch hết vô minh, thấy lòng mình vui vui, sáng sớm ăn cơm nguội. 35. Hạnh phúc trong hiện tại. Thấy cái cảnh đời người ta cực khổ quá, có khi nuôi con không nổi, có khi dạy bảo không nghe, rồi đây mình không biết nghĩ sao nữa, thà sống độc thân như vậy vẫn hơn. Thành ra đem cái khổ ngắn ngủi mà đổi được cái khổ lâu dài. Bác có suy nghĩ như vậy đó mấy cháu. Bây giờ thấy hạnh phúc là nhờ mấy cháu nó nuôi, bởi vậy có khi bác ăn cơm mà chảy nước mắt nữa. Nhớ lại mình cũng nhờ đạo hạnh mà biết xử sự với con cháu, rồi bây giờ nó mới thương mình. Nói thiệt tình với mấy cháu, gặp đàn bà con gái là bác sợ chết tươi à. Bác nghĩ riết mà tạo thành nghiệp kéo dài dằng dặc,
sợ lắm. Cuộn băng sắp hết rồi, vậy bác Sáu cho chúng con một lời khuyên. Bác khuyên mấy cháu thế này: chuyện đời mặc dù nó giả tạm, nhưng mà mình nhờ cái giả tạm đó mà làm ra chuyện thiệt. Hiện trong một kiếp này, bác cháu mình đều có hạnh phúc vì gặp Đức Thầy ra đời dạy đạo, gặp thời cơ trời Phật lập hội Long Hoa, mà mình bây giờ biết được việc giữ lành, lẽ báo ứng, luật nhân quả. Vậy là quá may mắn rồi. Mình tránh được mấy việc đó thì con đường luân hồi mình mới thoát khỏi. Nó may vậy đó, nên phải ráng cố gắng thêm nữa. Có đêm bác nôn nã dậy sớm. Nói thật, cái đầu gối của bác ngồi lâu không được, nhưng ban đêm thế ngồi kiểu nào được là bác ngồi liền à. Có khi ngồi như vậy nè, mà niệm Phật được bác cũng mừng nữa. Lần này là lần chót rồi, có Phật tiên mà không lo tu còn đợi chừng nào nữa. Bác nói các cháu nghe, mỗi một việc làm, mỗi một niệm Phật, mỗi một cái tư tưởng, mình phải kiểm soát nó cho kỹ, thấy cho nó có cái hiệu lực rõ ràng mới được. Mấy cháu ráng niệm Phật cho thiệt nhiều, nhiều lắm mới được nghe mấy cháu. 36. Những nghi vấn. Có một số người ngoại đạo lại hỏi bác. 1. Nghe nói đạo Phật giáo Hòa Hảo ăn thịt người ta dữ lắm, có đúng không? Ăn thịt người ta thì không có, mà nói chung toàn thể người dân Việt Nam tôi á, xác nhận không có ai ăn thịt người cả, chứ nói làm chi đạo Hòa Hảo. Tại sao Phật giáo Hòa Hảo có quân đội? Không có quân đội người ta giết chết hết rồi sao? Nửa đêm của lệnh thống nhất, nhà nào người ta cũng bắt, ai chạy khỏi thì sống, ai chạy không nổi thì chết, nên mới chạy ra đây quây quần, tụ họp thành tổ chức quân đội để chống lại đặng mà sống, quy luật sinh tồn. Ra đây súng ống ở đâu mà có? Chúng tôi tự lực, có những võ đường huấn luyện bảo an thôn xóm. Ở đó có nhiều thanh niên hợp thành từng đại đội cũi chổng khắp nơi, sẵn sàng giật súng pháp đánh lại nó. 4. Khi có quân đội rồi, tầm hoạt động của mấy ông làm sao? Tầm hoạt động của chúng tôi á là để bảo vệ tự do tín ngưỡng và bảo vệ lẽ sống của chúng tôi. Nếu không như vậy thì chúng tôi phải chết hết. Chính tôi là người ở miệt dưới mà phải trốn lên miệt trên mới còn sống đây. 5. Đạo Phật giáo Hòa Hảo bây giờ còn đông không? Theo số thống kê bao nhiêu tôi không biết, còn theo con mắt thường của tôi thấy, bà con chòm sớm và đó đây á thì độ 70-80% tính theo dân số. Mấy chục năm rồi không có giáo hội, không có ban hoằng pháp, thì việc tu hành anh em trong đạo làm sao? Tu như vậy có tiếng không? Tiếng chưa. Tuy rằng không có đức giáo chủ, không có ban hoằng pháp, nhưng tu tiếng lắm. Lấy gì làm bằng chứng để cho mọi người cùng biết sự việc đó? Hồi đức giáo chủ ở nhà dạy người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ăn chay một tháng căn bản là 4 ngày. Bây giờ trong đạo ăn chay trường rất nhiều, như vậy là họ phải tinh tấn hơn lúc đức giáo chủ ở nhà. 8. Ăn chay vậy rồi sinh hoạt của người tín đồ làm sao? Hàng ngày anh em lo ruộng rẫy, làm ăn, hay làm việc từ thiện trong xóm như bắt cầu, bồi lộ. Ai đâu ốm gì thì lo thuốc men, chết lo hàng rương, lo an táng, giúp cho mọi người. 9. Ông cho tôi biết cái đức tính gì khiến anh em tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tin tưởng ở giáo chủ mà tu hành tiến bộ như vậy? Chúng tôi có đức tin tuyệt đối nơi Đức Huỳnh giáo chủ là như vậy. Hồi Đức Thầy mới đi mở đạo dưới vùng So Đũa, nhà Hương Bộ Thạnh, Cần Thơ, Đức Thầy có nói: sau này có lúc Thầy vắng mặt, anh em bà con ở nhà phải ráng lo tu hành, Thầy vắng mặt ít lâu rồi sẽ trở về. Vì thế vào năm 1947, Đức Thầy vừa vắng mặt là anh em ai cũng tin tưởng và tu tiến bộ hơn, là vì thấy Ngài nói đúng. Đức Thầy có nói Thầy vắng mặt rồi sẽ trở về, cho nên anh em tin Đức giáo chủ sẽ trở về. Vì lẽ đó anh em bây giờ hy sinh tài sản làm các việc từ thiện. Ở Long Xuyên mua được mấy chiếc xe cấp cứu đưa bệnh nhân đi thành phố,
hoặc ở mấy chỗ nấu cơm nè, nấu cháo từ thiện nè, cho người bệnh nằm nhà thương ăn. Họ đòi đi coi những chỗ từ thiện đó. Bác nói việc đó tôi không có quyền. Bây giờ trong nước muốn làm việc từ thiện gì á là phải do chữ thập đỏ lãnh đạo, chứ không thể mang danh nghĩa đạo hòa hảo được. Phật giáo hòa hảo bây giờ nếu muốn làm công tác từ thiện xã hội cũng nằm trong chữ thập đỏ mà làm việc đó mới được. 10. Không có ban hoằng pháp rồi việc đạo lý phải làm sao? Thường một tháng mấy ông hội họp được mấy lần để trao đổi đạo lý với nhau? Không có giờ nào hội họp được, vì nhà nước không cho. Anh em trong đạo chỉ xem trong cuốn sấm giảng thi văn toàn bộ mà tu hành và đặt đức tin chắc chắn rằng sau này đức thầy sẽ trở về. 11. Xin được hỏi lại, hồi đó đó ông có gặp đức giáo chủ lần nào không? Có chứ, tôi trực tiếp gặp ngài 2 lần, tại nhà ông Hương Bộ Võ Mộng Thành và lúc ngài đi công tác khuyến nông tại Gò Quao, Rạch Giá. 12. Hương Bộ Thành là gì? Ông có thể cho chúng tôi biết rõ hơn. Hương Bộ là cái chức Hương Bộ do nhà cầm quyền thực dân Pháp đặt ra tại Nam Kỳ, gọi chung là Hương chức hội tề. Chức Hương Bộ cũng như quý viên hộ tịch xã bây giờ vậy. Còn Thành là tên riêng của một người. 13. Lúc đức giáo chủ ở nhà Bộ Thạnh có ông, vậy ông có thấy đức giáo chủ dùng pháp thuật gì không? Có quyền diệu gì không? Pháp thuật thì tôi không thấy, nhưng có thấy cái này. Đầu tiên giáo chủ hút thuốc nam, ông Bộ Thạnh uống mà bỏ bệnh viện Á Phiện. Còn hút thuốc nam trị bệnh dân chúng thì ghe đậu dưới sông cả 1-2 cây số. 14. Bệnh nào cũng hết phải không? Bệnh hết cũng nhiều lắm. Nếu bệnh nào ngài chịu nhận trị là hết. Nhưng tôi có để ý một chuyện này. Có một buổi chiều nọ, có người phụ nữ tới xin thầy hốt cho thang thuốc nam, nhưng trong phòng thuốc hết lá xoài. Đức thầy bảo cô đi ra ngoài giường hai lá xoài đem vô giùm, trong nhà hết cả rồi. Cô ra giường thấy nhánh xoài toàn ten nên bẻ nguyên nhánh đem vô. Đức thầy nói cô bệnh biết đi kiếm thuốc để chữa, người ta cũng vậy. Cô bẻ ngang sao được, mình cần lá thì hái lá, còn chừng nào cần cây thì đốn cây. Cô hái lá đặng cho nó ra lá nữa. Rồi đức thầy quay lại nhắc nhở mấy người đi kiếm thuốc: anh em nên lưu ý việc này. 15. Đức giáo chủ ở đó thuyết pháp, bà con tới nghe có đông không? Và họ có nhận định gì? Đồng lắm. Mấy người lớn tuổi họ nhận định thầy là Phật thầy tái sanh. Người ta một ngày 500-700 người, không dưới số đó. 16. Phật thầy tái sanh là ai? Đó là Phật thầy Tây An, tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Họ nài nỉ bác cho biết về tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Bác nói tôi biết ít quá, mấy ông kiếm người khác mà hỏi, tôi không rành lắm. Chương 2. Những mẫu chuyện sưu tập. 1. Cứu người đồng đội. Trong một đêm không ngủ, bác Sáu kể cho tôi nghe câu chuyện 20 năm về trước. Tuy câu chuyện đã đi vào dĩ vãng, được giấu kín hơn 40 năm. Sau ngày đại lễ 18 tháng 5 tại tổ đình Đức Huỳnh Giáo Chủ năm ấy, còn lại một số nhân sĩ ngồi bàn tròn uống trà, có nhắc đến một nhân vật tên là Lê Ngã. Người này rất có uy tín trong đoàn thể đạo, từng đứng ra chủ tọa các phiên họp quan trọng nhằm thống nhất các trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đang bị chia rẽ trầm trọng thời bấy giờ. Ông cũng từng đảm trách vai trò tổng bí thư đảng dân xã, có đạo đức và có chí muốn tu hành chờ ngày gặp lại đức thầy. Nghe vậy, bác vô cùng ngưỡng mộ, hy vọng sẽ tìm gặp con người ấy một lần cho thỏa dạ. Năm đó khoảng thập niên 50, thời chánh phủ Ngô Đình Diệm, bác đi bán khoai lang, ghe đậu trên khúc sông Cái Dừng, chợ Giàm. Muốn chèo ghe qua sông để bán, nhưng cố sức chèo đã 3 lần, thế mà 3 lần đều bị gió đẩy lui nên không qua sông được. Nhìn lên trời mây đen bao phủ, gió thổi càng lúc càng mạnh. Bấy giờ trên bờ làng lính đi tới đi lui lăng xăng, dưới sông tàu thủy chạy xuôi chạy ngược
như đang tìm kiếm cái chi suốt cả buổi chiều mà vẫn không phát hiện được gì. Trên bờ người ta bàn tán, làng lính đang truy lùng ông Lê Ngã. Thoáng nghe qua, bác thật sự bàng hoàng xao xuyến, đang nằm thao thức thì từ một cụm lục bình trôi sát cạnh bên ghe có tiếng than: không lẽ mạng số của Lê Ngã này đến đây là cùng sao hết trời. Bác ngồi dậy định thần, dụi mắt nhìn sâu trong bóng đêm, rõ ràng có người núp dưới cụm lục bình. Đột nhiên bác nghĩ ngay đến người đang bị truy lùng gắt gao. Với phản ứng tự nhiên, bác nhanh tay kéo người ấy lên ghe và hỏi ngay: anh có phải là anh Chính không? Nhìn thái độ của bác, ông ấy nói: phải, tôi chính là Lê Ngã đây. Bác vừa mừng vừa lo, liền bươi số khoai lên cho người lâm nạn nằm xuống, lấy cần ché đậy lại cho người ấy ẩn mình. Vừa tờ mờ sáng, bác chèo ghe qua sông. Sau ít hôm bình phục sức khỏe, người ấy đóng vai người giúp việc, bác là chủ, len lỏi qua các đồn bót đầy hiểm nguy, có lúc phải ghé vào đồn bán khoai cho vợ lính để tránh mọi dòm ngó. Sự việc diễn biến quá đột ngột làm người ấy thiếu bình tĩnh nên nét mặt có phần xanh xao. Thấy thế, bác nói lớn: sao chú làm biến quá? Nhờ giận sắc mặt có máu hơn. Rồi bác mới nói với đám vợ lính: thằng em tôi nó bị bệnh sốt rét. Nên đám vợ lính cho ít viên thuốc sốt rét. Qua khỏi đồn rồi, bác nói: thời gian qua, để bảo đảm an toàn trong cảnh cực kỳ nguy hiểm, tôi phải làm như vậy. Có gì xúc phạm gì, mong anh bỏ qua. Không, anh đã đóng vai rất tốt để qua mắt đối phương, tôi cũng vậy. Cả hai cùng cười trong sự thông cảm. Ông Lê Ngã hỏi: anh cứu tôi, lỡ bị phát hiện thì coi như mất mạng, anh không sợ sao? Cuộc đời như án mây trôi, phút chốc đã rã tan, thì kiếp nhân sinh có nghĩa gì đâu. Nhất là đối với người có trọng trách với quê hương, vì lý tưởng đạo đức, nếu ta góp phần làm được việc nghĩa, việc nên làm, mà lại là việc thiện hay vì đạo phải xả thân thì càng phải hy sinh. Những mong đền đáp ân sâu của thầy tổ cũng là xứng đáng thôi. Sống sanh ra phận râu mài, một đời một đạo đến ngày chung thân. Người ấy cảm động reo lên: thế ra mình là đồng đạo. Bác chèo ghe sâu vô căn cứ Đồng Tháp 10, đi hướng Đốc Vàng. Đưa đến cứ điểm an toàn rồi, bác chèo lên hướng Thông Bình Hồng Ngự, rồi về Hòa Hảo. Sau này bảy việc con Lê Ngã nghe lời di huấn của cha, nó tìm bác mãi tới 8 năm mới gặp. Nó tâm sự: cha con đi cải tạo 9 năm, còn 2 tuần lễ nữa là chết, có trói lại. Sau này bà nó và các con cố gắng tìm cho được anh Sáu Viên, mỗi đứa lại bốn lại thay cha cảm ơn. Nên vừa gặp bác, nó quỳ lại giữa đường và có lời cảm ơn trước đông người: chính bác Sáu Viên là ngọn đuốc soi đường thắp sáng cho cha con hướng đi đúng, nên mới có ngày hôm nay. Bác nói với bảy việc: thôi, cháu về nói với chị Chính và anh chị em bay, đừng có tìm xuống lại bác làm chi. Còn hôm nay bác mừng không phải vì cháu mày lại tao, mà tao mừng cho cha mày gần chết mới thật sự là đồng chí chiến hữu với bác. Tại sao? Vì cha mày cho người tìm tao suốt 17 năm, vì thấy con đường của bác đi là đúng theo ý đức thầy đã dạy. Hai, cái nói nỉ. Như một định mệnh an bài, Lê Ngã luôn canh cánh bên lòng về một người mà mình đã thọ ơn cứu tử, nên cố cho truyền dấu vết người đại ân năm xưa khắp nẻo đường sông nước Cửu Long. Nhưng hình dáng người bạn cố tri vẫn mịt mù như bóng chim tăm cá, tợ dòng nước chảy xuôi. Với bác Sáu thì thi ân bất cầu báo, kiến nghĩa bất di vô vọng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Bởi cá tính con người bộc trực ấy là vô ngã, vị tha, vô kỷ, vô công lại vô danh, chỉ sống cuộc đời bình thường lam lũ trong xã hội quê mùa. Một cư sĩ tại gia tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nên đâu màng danh lợi thị phi của thiên hạ sự. Đã quyết ẩn tích mai danh thì có ai tìm được. Còn người thọ ân như Lê Ngã thì luôn thọ ân mặc niệm.
muốn biểu lộ sự tri ân của mình bằng cách mua một cái nón nỉ thời thượng đắt giá nhất để có dịp tặng ân nhân. Nhưng cái nón kia vẫn nằm bất động duy nhất trong cái tủ kiếng trên 20 năm, để thường ngày ông ra vào thấy nó như trông thấy bạn cố tri. Và chỉ sau cuộc hội nội bộ, cái nón kia khơi màu lần tìm ra con người đặc biệt ấy, anh Sáu Diên. Tang cuộc họp quan trọng, anh Sáu Dõng, người bạn cùng lập nghiệp dưới Long Mỹ vị Thanh Chương Thiện, là người nghe được sự việc, nên khi ra về liền tìm gặp bác. Bác Dõng hỏi: Anh Sáu à, anh có người bạn nào tên Lê Ngã không? Ông ấy đã cố công cho tìm Sáu Diên trên 17 năm nay. Người ấy có phải là anh không anh Sáu? Anh Sáu, trên đời có muôn vạn Sáu Diên, chứ đâu riêng có tôi. Ấy chỉ là việc ngẫu nhiên tên trùng tên mà thôi. Anh Sáu đi tìm Sáu Diên khác mà hỏi. Ba, nghĩa vụ công dân và tín đồ. Cuộc đời của bác Sáu Diên có thể nói là cả chuỗi dài gian khổ hy sinh. Sự xả thân vì tình thương và trách nhiệm một cách trọn vẹn cho gia đình mình, cho lý tưởng xã hội, cho đại gia đình Phật giáo Hòa Hảo và Tổ quốc Việt Nam không biết mệt mỏi. Biết xả thân vì nghĩa lớn, xông pha vào chốn hiểm nguy, đem lời lẽ hơn thiệt cứu nguy đồng bào, đồng đạo và đồng đội trong những năm chiến tranh ác liệt, vượt qua khúc quanh nghiêm trọng của lịch sử, tức là thập niên 70. Từ việc cứu ông Lê Ngã bị cô lập, kẹt dòng dây của chế độ độc tài Ngô Triều trong thập niên 50 đến biến cố 1975. Với tầm nhìn sâu sắc, thấy xa trong rộng và kết quả sau cùng của sự kiện trong những cảnh huống dầu sôi lửa bỏng, đã đưa con thuyền đạo Phật giáo Hòa Hảo đến bến bờ bình yên. Một bối cảnh. Ở đây chúng tôi nhắc lại đôi nét về bác. Tuy đã ra người thiên cổ, nhưng việc làm của bác Sáu Diên hơn cả thiên binh vạn mã. Người ấy cả tâm huyết, trí đạo, đức độ cảm hóa và cứu đồng bào thoát kiếp nạn can qua. Với tấm lòng nhân hậu thủy chung, không mưu cầu danh dị hay phú quý vinh hoa, mà chỉ làm tròn bổn phận con dân Việt Nam, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ẩn cư quy điền, cả đời chỉ biết đem hạnh phúc cho mọi người, làm niềm vui với tinh thần vị tha bất chủ lợi. Đó là bác Sáu Diên. Bác chuyên tu hành theo tôn chỉ, học Phật tu nhân qua giáo lý tứ ân do Đức Quỳnh Giáo Chủ khuyên dạy. Người âm thầm xả thân hy sinh, đem lại sự yên bình cho đạo và đời giữa thập niên 70. Ở đây, có lẽ chúng tôi đi ngược lại tâm nguyện của bác Sáu. Không muốn cho người đời biết việc của mình đã làm lúc sinh thời, nhưng đức độ hiếu sinh và hiếu hòa, hành động cao thượng của bác, tuy đã vùi sâu trong lớp bụi thời gian gần nửa thế kỷ qua, cũng đã là quá đủ. Vả lại, có lần vui miệng bác nói, đời của bác đầy sống động, gian truân, hấp dẫn như thiên tiểu thuyết anh hùng. Này nhân duyên thực hiện tự truyện về người, nếu chúng tôi để thiếu sót cũng là điều đáng tiếc lắm thay. Kính xin hương linh của bác Sáu và những người thân ngàn lần thông cảm và tha thứ cho. Ngày buổi giao thời giữa thập niên 70, lịch sử đất nước vừa sang trang, dân chúng hoang mang cực độ, nào tàu to, súng lớn, chiến xa dứt bỏ đầy đường. Tại khu vực thánh địa Hòa Hảo, các lực lượng từ khắp nơi tập trung về tử thủ. Chính lúc đó xuất hiện một ông lão gần đất xa trời, vừa ra viện sau ca phẫu thuật, nhưng tinh thần rất minh mẫn, có tầm nhìn sâu sắc thiết thực. Đức độ ấy đã cứu nguy cho đồng bào và toàn đạo khỏi bị nạn binh biến sắp sửa bùng nổ. 2. Khơi lại đống tro tàn. Làm sao cứu nguy cho đồng bào và đồng đạo thoát nạn binh đao khói lửa? Trong cơn thập tử nhất sinh, có rất nhiều chính khách đưa ra các kế sách, chiến lược, chiến thuật để đối kháng tử thủ mà vẫn chưa đi đến quyết định tối hậu.
lúc ấy có sự trăn trở của một con người như bình thường, nhưng lại có tư tưởng, ý chí làm nên việc phi thường. Chỉ trong hơn một ngày đêm đã giải mã bài toán tồn sinh mà các thế lực lâm chiến không hề hay biết nguyên nhân tại sao lặng im tiếng súng, và rất vui mừng trên đà chiến thắng thần tốc. Nhớ lại lúc ở Ô Long Dĩ, bác buồn cho thế tình đen bạc nên chuẩn bị đi tu. Có anh em trong ban tham mưu hay tình tìm tới thăm và trách: "Anh Sáu biết khôn tìm chỗ đi tu cho yên thân, bỏ lại thằng ngu chúng em để cho người ta giết hết sao?" "Này bác không thể từ bi di Phật trước những con người đằng đằng sát khí vì lý tưởng, vì hận thù. Nhất là cái nguy cơ đạo Phật giáo hòa hảo sắp bị xóa tên trên cõi đời. Bác thắp hương nguyện Tam Bảo, Đức Thầy và Quan Thượng Đẳng chứng minh. Này con dấn thân lần này để cứu đoàn thể đạo, đồng đạo và đồng bào cũng như xứ sở khỏi tan tóc điêu tàn. Kính xin Đức Thầy độ, đừng có tiếng súng hận thù nổ, để con lo đáp trả ơn sâu của Thầy." Lúc đó bác nhớ lại lời Đức Thầy dặn dò: "Đồng đạo như con một cha, phải nhớ cho dù đến lúc chết nghe." Bác đến trước ngôi Tam Bảo, thắp hương trình với Đức Thầy và Quan Thượng Đẳng. Cầu nguyện vừa xong, bác bước ra trước sân nhà, nhìn thấy cây mai đứng ủ rũ, im lìm, dường như muốn chia sẻ nỗi niềm tâm sự. Bác ngâm bài thơ nói đến nỗi lòng của mình: "Mai ủ rũ nét sầu lộ vẻ, tôi cảm thông nói khẽ cùng mai. Trời riêng chỉ có đây thôi, trời chung đâu có, thế này hỡi mai." Một lần nữa bác dấn thân xông pha vào chỗ hiểm nguy, mong sẽ hóa giải được hận thù bằng tình thương đồng loại, để dập tắt ngọn lửa chiến tranh đang bùng cháy mãnh liệt ngay từ cội gốc sự việc. Tuy tuổi già sức yếu, thân mang trọng bệnh, nhưng vì nghĩa cả nước non và tình đoàn thể, ý chí và tinh thần vẫn kiên cường. Bác trân trọng đọc lại lời Châu Ngọc của Đức Tôn Sư: "Nếu mất thôi đành sống món nợ, nay còn há dễ ngó lơ sao. Dọc ngang chí cả dù lao khổ, thất bại đâu làm dạ núng nao." Thế là bác bàn với bác Hai Tường lên chiếc xe đạp chở bác qua đò Bình Thủy đến Cái Đầm, Năng Gù, trong khi cơn bệnh còn đang hoành hành, vết thương vừa giải phẫu chưa cắt chỉ mà phải ngồi xe đạp quãng đường xấu lại quá xa, khiến vết thương hành rất đau đớn. Lúc xuống phà lại không người dìu, bác phải bò lên phà mà mồ hôi ướt đẫm cả người. Người đầu tiên hai bác gặp là anh Ba Phát, tức là Ba Râu, thư ký Tổ Đình, Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, cũng là cán bộ Ban Trị sự Trung ương. Sau khi hỏi qua tình hình chung, anh Ba cho biết diễn tiến ngoài lửa chiến đang ngùn ngụt cháy và nó sẽ lan tràn ngay buổi hôm nay, khó thể nào dập tắt được, bởi vì tinh thần bất khuất, tử thủ của lực lượng đối kháng dâng lên cao tột độ bằng lệnh. Thề một mất một còn với lệnh tử thủ tới viên đạn cuối cùng. Mà thủ lĩnh không ai khác hơn là ông Lê Ngã, một nhân vật tài ba thao lược, từng tham gia lật đổ chế độ độc tài Ngô Triều. Anh Ba Phát nói rõ: "Với tình hình hiện nay, không ai có thể lay chuyển được lập trường kiên định của ông ấy." Nghe đến tên Lê Ngã, tự nhiên bác thấy lóe lên một tia hy vọng, liền bàn với anh Ba Phát: "Anh phải gấp rút lên dàn xếp lực lượng đang tử thủ gần Tổ Đình, phải án binh bất động chờ lệnh mới. Đồng thời nhờ anh tiến dẫn tôi đến nơi hành dinh của ông Lê Ngã để tôi liệu bề thương thuyết." Ba: "Nhân cứu tử, duyên thuyết phục." Bác Sáu đột ngột xuất hiện trước khu vực đóng quân. Người lính gác khẩn trương nghiêm giọng hỏi: "Ông đi đâu? Tìm ai?" "Chú cứ báo, có ông lái khoai ở Đồng Tháp muốn gặp ông Lê Ngã gấp." Một lúc sau, người lính ra mời bác vào. Vừa gặp bác,
Ông Lê Ngã nhào tới ôm chầm lấy bác và nói: Anh Sáu, tôi cho người tìm anh suốt mười mấy năm nay mà không gặp. Đúng rồi, chưa đến duyên thì không gặp. Nay có chuyện nên tôi về đây. Thôi, việc cũ bỏ qua, bây giờ việc gấp lắm. Xin được trao đổi cùng anh vấn đề khá quan trọng hiện nay, nên tôi tìm anh bàn bạc đây. Anh Sáu, muốn trao đổi điều chi hệ trọng trong cái hoàn cảnh cực kỳ nguy biến này? Xin được phép hỏi anh chính, hậu quả của chiến tranh là gì? Có phải tan tóc đau thương, thay người gục ngã, con mất cha, vợ mất chồng, dân lành vô tội bị thác quan, xóm làng sơ sát, chỉ còn lại đống tro tàn, hận thù và nước mắt không anh chính? Trầm ngâm một lúc, ông Lê Ngã khẽ gật đầu rồi nói: Đành là thế, nhưng vì sự sinh tồn của đoàn thể và vì vận mệnh của dân tộc, nên tôi nguyện chiến đấu thời thở cuối cùng. Bác Sáu nói: Chân lý đạo Phật là đức hiếu sinh, là giọt nước cam lồ gội rửa những điều khổ đau, mà đức thầy của chúng ta là tấm gương nhẫn nhục can cường vì nghĩa cả nước non. Các anh há quên tấm gương ấy rồi sao? Nếu không khéo, từ tự vệ, đối phương chuyển chúng ta thành tội nhân thiên cổ, mình sẽ bị lên án là kẻ gây họa tai cho đồng đạo và đồng bào, làm bia miệng cho người đời chê trách. Nếu không kịp thức thời trước vận số non sông và lịch sử của đạo, liệu các anh có gánh vác nổi vai trò lịch sử này không? Đức thầy há chẳng dạy anh em chúng ta cả kêu lớn nhỏ đệ huynh, từ đây nhẫn nhịn chống kình làm chi? Xin hỏi anh chính, anh nương vào thế lực nào mà tử thủ? Anh không nghe Huỳnh Tấn Phát, chủ tịch quân quản, tuyên bố trên đài phát thanh Sài Gòn đó sao? Họ tuyên bố đánh Mỹ, Ngụy, thống nhất nước nhà, chứ họ đâu có nói đánh Hòa Hảo. Chúng ta đừng hành động sai lầm mà đẩy nền Phật giáo Hòa Hảo mang tiếng Việt gian phản quốc, lại còn để cho thầy mình có lỗi trước lịch sử nước nhà. Đành rằng chúng ta không hiếu chiến, nhưng nếu buông xuôi thì hậu quả sẽ ra sao? Và lịch sử sẽ phê phán chúng ta là cái yếu hèn. Đoàn thể ta sẽ phải diệt vong. Trách nhiệm này ai gánh chịu đây? Bác Sáu nói: Điều đó sẽ không còn quan trọng, mà ngược lại là khác. Anh còn nhớ tấm gương của Phan Thanh Giản, buộc phải uống độc dược nguyên sinh khi quân Pháp áp đảo chiến thành Vĩnh Long không? Vì cụ Phan biết rõ thực lực quân ta không thể đương đầu với sức mạnh của thế giặc xâm lăng, thà hy sinh một mình mà không để chết một nghĩa quân nào, đồng thời cứu đồng bào và nuôi dưỡng tiềm lực đấu tranh cho quê hương sau này. Hay ngay trong đại chiến thế giới thứ hai vừa qua, nước Nhật bị đồng minh ném hai quả bom nguyên tử, buộc quân Việt Nhật đầu hàng vô điều kiện. Quân đồng minh chỉ giết tướng Đông Điền mà cứu toàn nước Nhật. Bây giờ anh thấy nước Nhật ra sao? Này, nếu anh em mình chịu chết mà đạo nghĩa còn, đạo nghĩa còn là con cháu đồng đạo mình còn, còn bảo toàn thực lực nền đạo giáo, con cháu sau này không trách cha chú nó ngu. Mình chết mà không mang tiếng phản quốc phản đạo, mình chịu chết để cứu đoàn thể đồng bào con cháu mình còn nguyên. Đạo của thầy tuy bị khó khăn một lúc, nhưng vẫn rạng rỡ trường tồn. Vì vậy tôi đến để liều chết cùng anh em đây. Anh há quên lời đức thầy dạy: biết làm việc chết một, không biết chết mười, và nhất là đã đảo danh dự xong. Anh Sáu, xin anh Sáu cho tôi suy nghĩ 20 phút nữa. Tôi mong anh thay đổi quan điểm để cứu nguy cho đồng bào và đồng đạo chúng ta, cũng như bao đồng đội của anh, để cứu lấy cái xứ đạo thân yêu thoát khỏi cơn binh lửa lầm than. Theo tôi, hành động nghĩa khí của anh và anh em tôi rất trân trọng. Tuy nhiên sẽ bẻ bàng hơn nếu ta không biết tùy thời mà hành xử sao cho vẹn vẻ. Đây chính là điều Bậc Tôn Sư ân cần khuyến dạy: đạo diệu màu gặp lúc truân chuyên, phận môn đệ phải lo dung quén, tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng? Hơn thế nữa, người trí thức và hậu nhân sẽ có cái nhìn khách quan hơn. Họ sẽ tìm hiểu rõ ràng sự kiện lịch sử hôm nay. Tôi tin tưởng rằng
họ rất thông cảm và chia sẻ những khó khăn mà chúng ta đang đương đầu. Tất nhiên họ còn nể nang hơn cho chúng ta là kẻ thức thời. Hãy để bánh xe lịch sử tự xoay, cái gì rồi cũng có lúc đối đầu, ân oán chánh tà sẽ phân minh. Ngay thời điểm này, nếu ai đó dám vỗ ngực xưng mình là anh hùng hào kiệt, dám dấn thân làm lịch sử xoay ngược được tình thế, chúng ta mới nể trọng. Bằng không, chúng ta mặc nhận tất cả mọi thị phi khen chê vô trách nhiệm ấy. Anh Sao, có nghĩ trên đà chiến thắng, người anh em sẽ tàn sát hết chúng ta như đã từng làm trước đây không? Dạ, anh Sáu chắc không quên lời của tướng Lữ Gia Cao Lỗ thời Thục Phán An Dương Vương, khi đánh với quân Triệu Đà để bảo vệ Cổ Loa Thành. Loài rắn độc dù có trăm lần lột xác cũng chỉ là rắn độc mà thôi. Đành rằng là thế, nhưng lịch sử cũng sẽ sang trang. Tôi tin rằng xu thế chính trị nay mai này ắt có đôi phần cởi mở. Nếu người anh em bên kia chiến tuyến họ còn có chút lương tâm, tất sẽ áp dụng sách lược lấy tình thương xóa bỏ hận thù và cùng nhau góp sức xây dựng nước nhà, đoàn kết thông cảm cho nhau sau những năm dài chinh chiến. Anh còn nhớ lời đức thầy từng dạy: cổ kim nghiệm biết đừng than, để cho trời Phật lo toan việc này. Và lòng dân chớ khá xem khinh, bạo tàn giết mất nhân tình thì thua. Đoàn thể chúng ta là cây cổ thụ, nào xá những dông bão cuộc đời. Tôi nghĩ rằng người anh em kia sẽ không dám làm mất nhân tâm, càng cố tâm trả thù càng chứng tỏ họ càng sợ chúng ta. Ngược lại, chúng ta dũng cảm đón nhận, đương đầu với sự thật phũ phàng, chính là chúng ta hiên ngang trên chiến thắng không cần võ lực. Giả lại, cộng nghiệp trả vai cũng đến hồi cần quá giải, như lời dạy của đức thầy: ráng nhẫn trăm phần dầu khó nhẫn. Bác Sáu nói tiếp: tôi nói điều này với anh cũng bằng thừa, nhưng cũng xin được nhắc lại. Theo binh pháp Tôn Tử, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Anh chính nghĩ sao? Ngoài ra còn kết hợp ba yếu tố cần là thiên thời, địa lợi và nhân hòa nữa, nhất là tam sách. Anh có nghe đức thầy giải thích năm xưa về thái độ của thực dân Pháp đối với Việt Nam không? Tam sách ấy là: một, không phí công mà nên việc, ấy là thượng sách. Hai, có phí công mới được việc là trung sách. Ba, có phí công nhưng không nên việc là hạ sách. Nghe bác nói xong, anh Chính liền nói: anh Sáu hao quên, đoàn thể chúng ta xưa nay luôn là nạn nhân cho những mưu toan đen tối, mà sự vắng mặt của đức thầy là một bằng chứng lịch sử hiển nhiên. Nay trên thế thượng phong, liệu người ta có chịu buông tha cho chúng ta không? Xưa nay tiên hạ thủ vi cường, mong anh hiểu cho. Việc ấy sau này sẽ có tòa án nước nhà, tức lịch sử phán xét ai công ai tội. Còn bây giờ, anh nên nghĩ đến bao sinh linh đang đồ tháng, mà tấm gương hiếu hòa và đức hiếu sinh của đức thầy chúng ta luôn đặt quyền lợi tối thượng của Tổ quốc Việt Nam thân yêu làm đầu. Không nên bận tâm đến những kẻ thừa nước đục thả câu mà coi rẻ máu xương đồng bào và đồng loại. Tôi khuyên anh, việc đời không luận thắng hay thua, mà phải biết dừng lại đúng lúc, ấy mới là trang tuấn kiệt. Nếu không, chuyện đại sự xảy ra trong chớp mắt, cảnh điều tàn sẽ đến với sứ đạo thân yêu. Thảm trạng ấy có những ai thọ lãnh, có lẽ anh thừa hiểu. Anh Chính à, đức thầy từng khuyên bảo đồng đạo chúng mình: dìn tâm nhu nhược chờ dẫn đến, vậy mới rời xa cảnh máu đạo. Biết đạo tùy thời mau tránh khổ, chớ đừng thi thố những tài ba. Tài ba khoe sức uổng thay mà, nếu anh để cho chiến họa lan tràn, tôi là Sáu Viên nguyện liều chết cùng anh. Lúc đó máu của tôi sẽ hòa quyện vào máu của anh. Nếu chứng tỏ rằng mình là con người nghĩa khí trung kiên, chỉ nghĩ đến tình nghĩa non sông đồng bào, mình vì thầy vì đoàn thể mà hy sinh, dù có chết cũng không thẹn với cỏ cây sông núi và các anh linh tử sĩ vị quốc dòng thân. Có như vậy, chúng ta mới tránh cho nền đạo khỏi cơn phong ba bão táp nghiệt ngã nện chính à. Trinh bạch tấm lòng trời
đất rõ, đinh ninh dạ trắng núi sông tường. Anh Sáu ơi, tôi tin những lời khí khai của anh nhắc nhở, nhưng nếu người anh em ra tay tàn nhẫn hơn nữa thì sao đây? Bắt trả lời: nếu tôi còn sống ngày nào, tôi xin chấp nhận búa rìu dư luận của những kẻ vô tâm. Vì thực tế họ không thấy rõ được ngay thời điểm sống còn này, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chính lịch sử sẽ trả lại sự công minh cho chúng ta. Mình không thẹn với nội giống tiên rồng. Còn nếu người anh em cố ý thi hành chính sách thâm thù, hà khắc, độc tài, tôi tin rằng họ sẽ bị xa lầy, đánh mất lòng tin từ phía người trí thức cùng toàn dân và thế giới bên ngoài. Bây giờ, dòng máu trung kiên và tâm hồn từ ái của chúng ta đã thể hiện đúng như bốn đại đức của chư Phật do Đức Thầy dạy. Chúng ta đã thấm nhuần, cho nên không cần phân biệt ai là bạn, ai là kẻ thù, mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh. Mặc dù chúng ta biết khá rõ bản chất kia, nhẫn nhẫn cho rồi cơn bỉ cực, thời lai sẽ gặp cảnh tiêu dao. Thấy ông Chính còn do dự, bác nói kích: anh Chính à, anh không biết là quân tử anh hùng. Ông Chính phản ứng: sao anh chê tôi không làm được anh hùng quân tử anh sao? Vì người quân tử không câu nệ hơn thua, người còn cố chấp hơn thua, không làm nên việc lớn. Xin cho tôi suy nghĩ thêm 20 phút nữa. Cả hai trầm ngâm một lúc, rồi bác Sáu nói tiếp: chúng ta chấp nhận hy sinh tất cả cũng vì muốn cho Tổ quốc Việt Nam toàn vẹn lãnh thổ, toàn dân có tự do thật sự, vì dân tộc độc lập, dân sinh hạnh phúc, vì quyền lợi tối cao của Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng, chứ không phải vì tham sanh úy tử mà buông tay đầu hàng một cách khiếp nhược đâu. Xưa nay những trang mã thường anh hùng thà chết dinh hơn sống nhục. Giả lại, tôi xin anh hãy yên tâm và chịu đựng, mọi đức nhẫn nhục đang chờ chúng ta phía trước. Tôi tin rằng chánh nghĩa sẽ thắng bạo tàn, lấy chí nhân thay cho cường bạo mà ông cha ta ngày xưa từng thể hiện. Còn ngay bây giờ, anh và đồng đội kiếp rời tay súng, tùy khả năng mà chọn cho mình một cuộc sống thích hợp. Đây là lời châu ngọc của Đức Tôn Sư mà tôi muốn gửi đến anh lần cuối cùng, mong anh hồi tâm. Kiên trinh mà chịu lúc nạn tai, dẫu có gian nan dạ chớ nài, vàng đá bao phen cơn nước lửa, chì thao lắm chuyện lúc non hài. Đền gan chờ đợi ngày sung hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai. Lúc này anh Lê Ngã đã để cho hai giọt lệ tự do lăn dài trên gò má trong nghẹn ngào xúc động. Những lời anh Sáu phân tích tôi đã hiểu và hứa mang theo suốt cuộc đời. Những lời lẽ hơn thiệt của anh có sức mạnh hơn thiên binh vạn mã. Tôi cần phải làm một việc nghĩa nhân đáng làm. Bằng tấm chân tình, bằng uy tín và đạo đức, bằng sự tự tin, bác Sáu Viên hiên ngang dõng dạc nói to: ra đi quyết giữ lời nguyện, không tròn nhiệm vụ Sáu Viên không về. Cả hai người ôm chầm lấy nhau trong xúc động. Lời thuyết phục của bác Sáu Viên đã chuyển biến cục diện, được các yếu nhân thấu lý đạt tình trong phiên họp đặc biệt, đi đến quyết định tối hậu giải tán tất cả những lực lượng đối kháng để đem lại sự bình yên cho vùng đất thánh. Trung Lương, tư liệu sưu tầm.